Ok luôn anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Rồi ôi, đây anh em, tôi đã hoàn thành được xong cái thằng lập map rồi. Bây giờ là nó đã có thể chết cho tôi được cái bản đồ đi tới lâu đài địa ngục rồi. Anh này đặt tên là anh gì nhỉ? Trước mình đặt là anh gì nhỉ? Anh là Hùng đúng không? Anh Hùng. Đây. Đó. Ocean Explorer map này này đó. Chưa cả tôi cũng trồng chưa tôi cũng đợi khá là lâu để tôi có được mía đấy. Chốc tôi cho anh em xem cái vườn mía của tôi. Đợi khá lâu đây anh em, chắc là mất tầm 30 phút rồi đấy, lâu lắm. Đây đó, ngọc cái này lại đổi qua được cái này rồi đấy. Rồi thôi nhá, anh làm vậy được rồi nhá, em không cần anh ở đâu anh Hùng á. Chào anh nhá. Tôi chỉ cần cái map của nó thôi, chứ giờ tôi cần gì của nó nữa đúng không? Chả cần nữa. Đây, để tôi mở cái map ra cho anh em xem này. Đó. Đây, tôi bỏ này cho anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn thấy có một cái cục màu xanh xanh kia không? Đó chính là cái map, đó chính là cái chỗ của cái tòa lâu đài đấy. Đó. Từ cho tôi nhảy cái anh em ạ, chúc chúc tôi quên mất đấy. Tôi hay quên lắm. 1 2 3. Ok anh em, rồi 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 rồi. Đây thì tôi đã mất cũng khá khá thời gian để mà tôi tính toán cái chuyện là mình cần chuẩn bị đồ thế nào. À đây này. Đó. Trước cả tôi cũng đã làm được cái đống kệ sách rồi, thì anh em biết là cái đống kệ sách này là tôi lấy ở đâu không? Tôi ăn cướp ở trong trong nhà dân đấy. Thì trong này nó có một cái nhà nó làm sách mà. Tôi vào tôi ăn cướp hết cả cái đống sách của nó luôn. Lấy thuốc này, thở này. À ok. Đúng rồi, còn chưa cho anh em xem ruộng mía nhở? Đây này, ai dài lắm. Tôi đứng tôi canh mía đấy, anh em thấy không, dài lắm rồi ôi. Thấy không? Thế giờ là mình không còn sợ bị thiếu giấy rồi anh em ạ. Sau này mình cũng có thể làm một sách ấy, thì nếu mình có da bò thì mình có thể làm được một đống sách luôn. Từ từ cho tôi uống nước cái đã, sao chưa gì mà đã khát nước rồi này. Rồi anh em ạ, rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ phải đây. Anh em, tôi không muốn cái sự lịch sử nó lặp lại đâu, bởi vì hồi trước, bởi vì chỉ vì chúng ta đi tìm cái Woodland Mansion này mà chúng ta bị lạc đường đúng không? Lạc đường mà giờ quên cả đường về nhà, bây giờ thì phải xây cái nhà mới luôn này. Đó. Vậy nên là tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để không phải lạc đường anh em ạ. Đây, tôi sẽ đi và tôi cầm cho cái map Woodland Mansion này. Thì đây này, thì anh em có nhận ra đó là cái map này này là nó luôn chỉ về cái Woodland này không? Đó. Để thì anh em thấy thì là nó có cái chấm trắng của mình kia ấy. Đó, thì sau này kia mình mà đã đi xa rồi thì mình có thể dùng cái map này để mình chạy lại được về cái chỗ Woodland này nó. Về chỗ Woodland này nó chính là nhà của mình, nó tiện không? Vậy nên là giờ là mình đi, mình sẽ cầm cả hai cái map này đi. Đó. Còn gì nữa không nhỉ? Còn gì để chuẩn bị đâu không ta? Cái ngọc lục bảo này vứt ở nhà này. Giáp dùng các thứ. Bọn ấy khỏe phết đấy anh em. Tôi nghi là tôi thật sự rất là sợ bọn nó bắn hỏng giáp của mình. Nè, tôi nghĩ là tôi cứ phải mang bạc đi cho chắc. Thuốc thở là có rồi nè. Cái map ở đây. Đồ ăn anh em ơi. Đồ ăn ở đây rồi, đồ ăn có nhiều rồi. Để tôi làm thêm anh em ạ, để tôi làm thêm. Bởi vì là nói chung là mình đi cái này là mình đi lâu đấy anh em ạ, mình đi cái này là mình đi sẽ lâu đấy. Chứ cha tôi làm một phát rạc cả đống này hả? Cà rốt đầy rồi, 13 củ luôn. Đấy, tôi làm full cà rốt luôn. Rồi. Cắt cắt này, đó được rồi. Còn có đồ ăn rồi nè. Cửa mình cầm cửa đi một quái. Cửa cất đi. Rồi. Rìu à.
kiếm, mày có kiếm, mày có tôi nghĩ mày cần gỗ anh em, tôi nghĩ mày cần gỗ, chung là mình cứ phải cầm gỗ đi cho chắc, biết đâu sau này cần lắm, phải có anh em ạ. Chung là mình cầm gỗ thì mình cũng phải cầm than đi, để tôi cầm tầm 7 cục thôi. Rồi giường này, đấy tôi có giường rồi. Còn gì không ta? Tôi nghĩ này là đủ đấy anh em nhỉ. Chúng ta có thể đi lên đường rồi đấy anh em ạ. Chắc không có thiếu gì đâu nhỉ. Ok anh em, thì lên đường thôi. Thì tôi rất là muốn mang bạn lười đi, nhưng mà tôi sợ là mình đi cái này là mình đi nó xa. Tôi không biết là có cầm được bạn lừa đi không, vì tôi sợ là nếu mà đi qua biển. Chuẩn rồi. Chúng ta làm được cái dây mà. Cái dây nó gọi là cái gì ấy nhỉ? Nó có công thức mình làm cái dây đấy, để mình buộc cái con lại ấy. Cái leather à? Không phải. Rope à? Rope không phải à? Đợi tôi tí để tôi nhòm thử trong đống này xem có nào nó có cái dây không nhá. Đây thì thỏ nữa, ui ngon nhờ, trộn một đống lại cho ngon nhờ. Mình không có dây rồi anh em ạ. Không sao, nếu không có dây thì làm cần câu đi, mình mang cần câu đi đó. Ok anh em, tôi nghĩ là mình ok rồi đấy. Mình có cái thuyền không? Tôi phải grab cái thuyền đã, bởi vì chốc nữa biết đâu là mình cần thuyền lắm anh em ạ. Thuyền đấy, đắc bác. Ok rồi, cất cái gỗ được rồi đấy. Ok anh em, tôi nghĩ là mình ok rồi đấy, mình đi thôi anh em ạ. Đã lúc mình lên đường rồi, nhưng bây giờ phải xác định phương hướng này. Đầu tiên ấy là anh em có nhìn thấy cái map này là mình đứng ở đâu không? Mình đang đứng ở trên góc trên cùng. Có nghĩa là bây giờ là mình cần phải đi chéo à? Mình phải đi chéo về hướng đông này. Đông, hướng đông và hướng nam à? Đi chéo về hướng đông nam anh em ạ. Thì là mặt trời là lặn, mặt trời là mọc ở đằng đông này. Mặt trời mọc ở đằng đông đúng không? Và lặn ở đằng tây. Đông là ở đây này. Nếu mà đông mà ở đây này, đông mà ở đây này, nếu vậy thì bắc thì ở bên này à? Bắc là bên này anh em ạ. Nam là bên này, đúng không? Có đúng không ta? Đông bên này này, bắc bên này, nam bên này. Nếu vậy thì mình phải đi chéo về phía này anh em ạ. Nếu vậy thì lúc nào thì mình có phải chạy chéo nó về cái phía này. tôi học khá là dốt môn địa, nhưng mà chung là chơi game thì vẫn biết đường. Ok, mình đi thôi anh em. Bạn bò, đây là bạn bạn này tôi phải đặt tên cho bạn đấy anh em ạ. Ê, chết cha rồi, tôi cho nó ăn cà rốt của tôi rồi, tôi mất một cục cà rốt rồi. Đứng vào trong đấy, con bò này nó dậy. Ok, nó dám ăn cà rốt của tôi. Ê, vậy tôi xác định phương hướng nào xong rồi tôi quên mất rồi. Đường này đúng không? Đây đúng không? Đấy, anh em thấy là mấy con này chúng ta có thể để được khá nhiều đồ vào nó, thế không? Đấy, khá là giàu. Ok, đi rồi anh em ơi. Con này tôi sẽ gọi nó là xương anh em ạ, xương. Đấy, tôi đang ngồi trên xương đấy, đấy. Tôi sẽ cùng xương đi khắp mọi nơi. Đấy. Thế lên xương ấy. Chéo lên xương ấy, đúng rồi. Rồi. Ấy chà. Cái vùng rừng này tôi hay gọi nó là vùng rừng tuyết anh các bạn, bởi vì là mấy cái chỗ này thì không biết sao nên trông nó ấm cúng vậy, thì giống kiểu là ở khu tuyết ấy đúng không? Trông khá là ấm cúng. Bạn bò.
chém còn chém xịt anh em ạ. Mà đồ ăn mình cũng hơi thiếu, tôi nghĩ là mình nên vừa đi trên đường mình vừa farm bò cừu các thứ anh em ạ. Rồi đấy, lần đầu tiên được mang bạn Sương đi ra ngoài chơi đấy. Ui rồi, ok, bị kẹt rồi. Bạn Sương bạn to quá. Yeah. Đúng rồi, trèo lên Sương này, đúng rồi, chọn rồi. Hỏi lắm. Xuống cái này đi bên dưới. À, ok. Ngoan lắm. Ngoan thế này thì mới đúng là Sương chứ. Yeah. Rồi. Lại kẹt rồi, to quá. Sương béo quá. Rồi rồi. Đấy, cái đi chéo này đâu có đúng không ta? À đấy. Anh em nhìn thấy cái chấm tròn tròn ở trong cái map nó to lên đấy kìa. Đó, càng to lên nó có nghĩa là tôi đi chuẩn đường rồi đấy. Thì là mình càng tới gần cái chỗ phạm vi ở trong map thì nó sẽ càng to lên mà. À. Bây giờ phải đi qua. Ui ôi. Chết cha rồi, tôi ngã vậy. Là bạn Sơn bị đau rồi, thương thương xoa xoa anh em ạ. Nói chung là bạn Sương là bạn thích được vỗ về lắm anh em ạ. Đấy. Rồi. Thế nhưng mà mỗi tội là hơi béo. Chứ mà cũng ngoan anh em ạ. Hơi béo nhưng mà ngoan. Kẹt quá nhở. Tôi thật là cái địa hình mà tôi thích nhất trong Minecraft nó là sa mạc anh em ạ, thật. Tôi không biết sao ấy nhưng mà tôi rất là thích cái sa mạc luôn ấy, thì kiểu nó vắng vẻ nào ấy. Tôi không hiểu tại sao nhưng mà tôi chả thích mấy cái chỗ rừng cây. Được chưa? Chưa được à? Được chưa? Sao lại chưa được nữa, bị kẹt gì đây? Rồi. Rồi. Sừng to quá. Béo cái mông. Béo quá. Luồn có mỗi có vài cây không luồn được. Rồi, đi vòng thôi. Đấy. Đây rồi, chúng mình qua vùng đồng bằng rồi. Mình qua vùng đồng bằng thì mình sẽ đi thoải mái hơn rồi các bạn. Thì thật ra thì những cái nỗi lo của những cái người mà họ cưỡi ngựa họ đi cái này này, đó là họ rất là lo ngại khi mà phải đi qua mấy cái chỗ nước như này. Bởi vì là con lừa hay là con ngựa ấy là nó không có chui, là kiểu là nó không bơi được ấy, thế nên nó bị chìm xuống. Thế nên cái đấy là cái mà tôi lo nhất rồi. Chứ còn lại là mình cưỡi này thì mình cưỡi nhanh hơn chứ đúng không? Thì mình nhanh hơn là mình đi bình thường chứ. Đấy, chết cay. Một chấm cũng chết anh em ạ. Thì kiểu thì một lúc sau thì nó cháy rồi nó chết ấy. Khỏe phết. Mình có đi đúng đường không em nhỉ? Mặt trời đang lặn ở đằng Tây này. Quay qua đây là Bắc này. Quay đến đây là Đông này. Quay qua đây là Đông Nam này. Đúng rồi. Đấy, thấy cái chấm tròn tròn ở trên góc trên cùng bên trái là to lên rồi đấy anh em nhỉ. Càng ngày càng to rồi đấy. Càng ngày càng to giống như là bạn Sương hả? Sương này là Sương Sẩu nhá, chứ mà không phải là Sương trong Sương Mù nhá. Cái này tên con lừa này Sương Sẩu nhá. Đi lên nào Sương Sẩu. Ai làng kìa. Vào lút tí đồ. À, tôi mà gặp làng là tôi thích nhất là cái gì anh em biết không? Tôi nhất cái gì anh em biết không? Gái. À, đùa nhá. Nhầm nhá. Làm gì có gái. Thích nhất là cái nhà của cái thằng nó rèn kiếm ấy. Bởi vì là cái nhà của thằng rèn kiếm ấy là khả năng rất là cao là kim cương anh em ạ. À.
Tôi không hiểu là sao nó có lúc tôi chém thì nó chết con cừu luôn, nhưng mà có lúc thì nó không chết. Không biết cái nhà có cái nhà của cái thằng thằng luyện kim đấy không? Mình đi hướng này là mình đang đi về hướng nam đấy. À có kìa, có này. Ủa có hai cái luôn à? What? Ngon quá nhở. Đấy, có hai cái luôn đây này anh em ơi. Hey, tôi vào tôi lút tí. Đấy, này, úi ôi. Thằng này là khả năng cao là kim cương lắm. Kim cương. Ui, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Ui dồi ôi. Mà lại còn được thêm một cái yên ngựa này, tuyệt quá nhở. Easy game. Rồi, game này thì xóa game đi là vừa anh em ạ. Quá dễ rồi. Ui dồi ôi. Rồi. Game này cho ai chơi? Trẻ con mẫu giáo có chơi à? Lừa nhỉ? Tôi muốn cho bạn lừa nằm ngủ với tôi anh em ạ. Đấy, tôi muốn cho bạn Sương nằm ngủ với tôi để khi tôi ngủ thì tôi còn ôm. Sương ơi đi ngủ, Sương ơi. Ngủ. Sương, lên nào Sương, nằm vào. Ok. Thôi đi tiêu nhá, lừa nhá. Lừa khỏe phết, lừa không cần phải ngủ luôn anh em ạ. Để đi nhòm xem thử xem là nó còn cái nào không. Hết cái nhà của thằng luyện kim rồi. Thì anh em thấy không, nó khá là tiện đúng không? Chúng ta chả cần phải đi đào kim cương để ấy luôn ấy. Giờ chúng ta có 5 viên kim cương luôn rồi. Đấy, cất tạm vào xương cầm hộ anh nhá. Cất cái gì ở đây? Cất cái sắt đồ vào luôn này. Nói cất cái cuốc và không cần cái cuốc đâu, cất cái Woodland Mansion này vào. Lại phải xác định phương hướng rồi, mặt trời đâu? Mặt trời đang đi lên này, là đang mọc ở đằng đông này, thế đi về hướng này à? Ok, bây giờ Sương phải leo núi à? Chả biết Sương có leo được không. Để tôi cho anh em xem sức mạnh của Sương. Anh em đừng có nhờn với Sương. Đó. Đấy, leo nhanh lắm, leo nhanh hơn cả tôi leo ấy. Khỏe mà. Ủa chết cha. Thế nhưng mà trông nữa mà Sương mà đi từ trên đỉnh núi xuống khả năng. Ủa, làm sao mà Sương xuống được? Từ từ nhá, từ từ nhá. Phải cẩn thận đấy các bạn. Này mà xuống mạnh rồi thì Sương đau đấy. Cẩn thận. Ủa. Tôi chưa thấy một con ngựa nào mà nó leo núi ấy cả. Thật, trước nay chưa thấy một bộ phim nào mà ngựa nó leo núi. Đúng là chỉ có Sương mới làm được anh em ạ. Không có Sương sầu mà. Chưa cha rồi, bị kẹt rồi. Có được không Sương? Đi lên đây này Sương này. Đúng rồi, giỏi lắm. Giỏi. Tôi chưa cha rồi. Tôi không mang cái dây thì chốc quá thì tôi buộc xương lại kiểu gì nhỉ? Thì tôi đi đến cái chỗ lâu đài đấy thì làm sao mà à đấy đấy. Anh em nhìn thấy cái chấm trắng là bắt đầu là mình dịch chuyển chưa? Mình đã dịch chuyển qua hướng nam mà, nếu vậy thì mình phải đi. Ôi chết cha rồi. Không biết là mình có được đi đúng không ta, mình phải đi đến hướng đông nam. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nó trong một giây tôi đã cứ nghĩ là tôi đã đi nhầm đường anh em ạ. Ủa ôi tôi đau cả tim luôn đấy, tôi cứ nghĩ là tôi đi nhầm hướng rồi chứ. Bạn cừu rồi, lại có vùng tuyết rồi. Tôi có hai vùng mà tôi rất là thích anh em ạ, đó là vùng sa mạc và vùng tuyết. Cái vùng tuyết tôi thích nhất đó là cái vùng mà nó không có cây cối gì ấy, mà kiểu là cái mặt đất nó trắng xóa bởi tuyết ấy. Tôi không hiểu sao mà tôi rất là thích những cái nơi mà nó vắng vẻ, kiểu là nó không có một tí gì như vậy á. Tôi không hiểu sao luôn. À tôi mới nảy ra một ý tưởng anh em ơi, tôi mới nảy ra một ý tưởng nè 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 nè. À Sương ơi, Sương ơi, đi 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 đi, đi nhanh Sương ơi.
Đi nhanh chứ không tan nó băng xương này. Đi nhanh chứ không thì băng có tan, băng tan rồi. Để tôi làm lại. Đứng yên đấy nhá xương. Không đi lung tung đâu đấy. Xương, lên đây xương này. Đi xương này. Rồi, rồi. Anh em tôi thiên tài chứ. Thế à, tôi không cần phải chở xương bằng thuyền nữa rồi. Đấy. Chúng nó đi đúng đường như thế à? Map đâu rồi? À đấy. Tôi đi ngược rồi các bạn. Đấy, tôi bắt đầu tôi hiện ra map rồi đấy. Ngon quá. Xương cái nhảy xuống kìa. Rồi giỏi lắm. Thôi rồi, bây giờ tôi để cho xương đứng ở trên này anh em ạ. Tôi sẽ phải một mình tự thân và đi xuống dưới kia thôi, chứ mà mang xương xuống là nó nguy hiểm lắm. Xương là lúc nào thì cũng phải an toàn anh em ạ. Đấy. Chết cha rồi, tôi đi tôi không có mang crafting table rồi. Xương đứng yên đấy nhá, không đùa đâu đấy, không đi lung tung đấy. Tôi làm cái chuồng, tôi nhốt xương lại anh em ạ. Cái chuồng làm thế nào ta? Chung là tôi nhớ là mình cần phải có gậy. Rồi. Chung là mình cũng cần phải có gỗ. Cái chuồng là cái fence. Đây. Đây là fence là thế này đúng không? Sao đây? Sao xương kêu đây? Xương chắc đang cần tôi vỗ về anh em ạ. Không. Ngoan ngoan đứng đấy, anh đi xong cái lâu đài rồi anh lên nhá. Nhá. Đứng yên nhá. Ngoan thì nào anh thưởng cho. Ừ. Rồi. Rất là biết nghe lời anh em ạ. Rồi. Ngoan đấy nhá. Ok. Chắc chắn này thì sao mình ra ok. Đây, nếu mình muốn qua thì mình làm một cái carpet. À. Carpet. Sao mình để vào đây này. Ơ. Đặt vào. Ok. Ơ. Mở à, hơi lag em, hơi lag. Cất vào này. Chúng ta bây giờ mình sẽ cất hết mấy cái đồ lung tung ở trong này. À, cất cây này. Da này. À, thuyền à, thuyền chả cần đâu. Còn gì nữa không nhỉ? Cất cái fence. Dây à? Vừa ấy tôi nhớ là tôi được nó cho cái giày mới đúng không? Để tôi dùng cái giày mới luôn anh em nhỉ. Cầm theo mấy hộp sugar này quan trọng này. Cầm theo cái khiên này. Cái khiên này quan trọng này. Để tôi dùng giày mới. Đấy. Giày cũ này và hai cái giày này cái cất đi này à. Cần câu không cần này. Cái Ocean Explorer map này thì cũng không cần nữa rồi này. À thôi thì mình cứ cầm theo đi cũng được. Thì chốc này mình còn phải nhìn xem nó ở đâu mà. Bánh mì, bánh mục. Hết rồi nhỉ. Hết rồi đấy. Ok. Chúng ta đã cực kỳ sẵn sàng để đi xuống dưới đấy. Để chơi cái lâu đài ở đây anh em. Xuống phang của nó thôi anh em ạ. Xuống thử xem dưới đấy có cái gì. Thì là cái lâu đài nó phát sáng cực kỳ là rõ ở dưới biển nha anh em. Một lúc nữa mình bơi tới là anh em sẽ nhìn thấy ngay. Từ từ tôi dùng giày siêu năng lực của tôi để tôi đi, tôi mở đường cho nó ngầu đúng không? À ok. Rồi đây anh em mình cực kỳ sẵn sàng rồi đấy. Xương ở trên này nhá. Có đói thì đây để tôi cho xương một chút đồ ăn. Đấy có đói thì cứ lấy táo ra mà ăn xương nhá. Ok. Đi thôi. Chung là xương ăn hơi nhiều anh em ạ. Nên là không biết ăn táo có đủ không. Mà kệ đi. Đấy. Chúng ta đang tiến thẳng tới cái chỗ lâu đài đây anh em ạ. Đây này, tôi bỏ cái khiên ra cho anh em nhìn. Đấy. Đi nào. Anh em nhìn thấy nó có một cái dải băng. Nó trên map không? Cái giải băng ở đằng sau tôi đấy. Giải băng ở đằng sau cái chấm trắng ấy. Đó là giải băng mà do tôi tạo ra đấy. Đây này đó. Hay không? Đấy kìa kìa kìa. Anh em thấy chưa? Anh em thấy cái gì chưa? Đấy chính là cái đền đấy anh em. Cái này nó gọi là cái đền ở dưới đáy biển. Hoặc là lâu đài dưới đáy biển.
tôi thấy gọi là lâu đài dưới đáy biển. Hay chung là không có loằng ngoằng nữa, mình đi vào thôi anh em ạ. Thì là chung là trong này là nó cực kỳ nguy hiểm anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Khá là nguy hiểm đấy anh em ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta phải tìm cái đường vào này. Ui chết cha rồi. Tôi không có cái thuốc thuốc nhìn trong bóng đêm rồi. Thì bởi vì là nếu mà mình mà có thuốc nhìn trong bóng đêm thì mình có thể nhìn rõ hơn rồi. Nhưng mà tôi quên mất không tạo cái thuốc đó rồi. Ơ mà mình còn chưa lôi thuốc thở ra nữa à? Từ từ anh em ạ, tôi vào trong đảo. Tôi lấy cái thuốc thở đó. Chứ không chốc nữa mình xuống đấy rồi mình mới lấy ra, tôi sợ tôi chết đấy. Đây. Ok. Ok anh em, mình sẵn sàng rồi đấy. Ở đâu rồi, đâu rồi? Ở đây rồi. Suýt tí nữa thì tôi không đặt cái này chứ. Đi rồi. Chụp cảng cái anh em ạ. Ok anh em ạ. Đẹp nhờ. Đẹp thật. Tôi chụp cả hai cái luôn ha. Chụp hai phát luôn. Ok mình đi rồi anh em ạ. Đầu tiên chúng ta kìa. Anh em thấy cả chỗ này nó phát sáng không? Phát sáng cái này chính là cái đường vào đấy. Thì chúng ta sẽ vào bằng đường này. Đi vào thôi anh em. Tôi uống thuốc thở luôn đây này. Có đúng cái này được vào không? Anh em biết sao không? Ôi, đau, ui. Mình mới bị nguyền đấy anh em. Cái đó là mình bị ám đấy. Anh biết vì sao mà tôi thở lâu vậy không? Bởi vì là cái nón của tôi nó có cái thở lâu đấy. Đấy. Cái nón của tôi có cái thở lâu ấy nên là tôi mới thở được khá là lâu cái này. Đây, cái này lối vào đây. Đấy, anh em nhìn thấy cái nội thất bên trong chưa? Thấy mới lạ không? Cái loại đá này gọi là đá biển đấy anh em. Đá này tôi cũng không biết là có vẻ như là cái đá này chỉ có ở dưới cái chỗ này nó mới có. Ấy, cái đường vào đây à? Thế mình đi đâu nữa rồi? À đây này, này bên trên này, bên trên này. Rồi, chúng ta uống thuốc thở rồi đấy. Đấy, mình uống ở đây anh em ạ. Bây giờ mình thở cực kỳ khỏe rồi đấy. Ái chà, con quái anh em xử. Con này. Láo này. Cái gì đây, đau đấy. Quái gì mà nó có đánh tôi đau thế. Thì trong cái này là nó có 3 con chùm anh em ạ. Có 3 con cá màu trắng chùm. Mình giết được 3 con đấy bởi vì là nếu mà mình mà không giết được 3 con đấy là mình sẽ bị lời nguyền anh em ạ. Đây này. Cái lời nguyền này. Đó, cái mining fatigue gì đó. À, đó. Đó là lời nguyền. Thì mình cần phải đánh được 3 con đó để mình có thể phá bỏ được cái lời nguyền đấy. Thì là cái lời nguyền đấy nó sẽ làm cho mình khó có thể đào được mấy cái đồ ở trong này anh em ạ. Kệ mấy con nhỏ nhỏ đi, đi tìm mấy con to to đi. Vậy. Úi dồi ôi. Chết mày này. Ui đông thế. Né nó ra anh em ạ. Thì mấy con này nó có cái đặc điểm thì nó sẽ bắn. Ok kìa, đây. Cái con này đấy. To lắm. Phải cẩn thận đấy anh em ạ. Chú nó bắn khỏe lắm. Ủa ôi đau quá. Từ từ anh em ạ. Núp sau cái tường ấy. Thì bởi vì là cứ mỗi lần mà mình mà núp sau cái tường thì nó sẽ không bắn được xuyên qua tường đâu. Đâu rồi? Ăn nào. Rồi. Ê à. Ủa chết chạy rồi, chạy cái bù rồi. Rồi trốn đã. Từ từ nào. Ui. Phải cầm ngay totem nó cho nó an toàn anh em ơi. Trốn đã anh em ạ. Trốn đã, đau quá.
Ui đau quá. Từ từ đã, trốn 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 vào đây các bạn. Hình như là mình dùng khiên thì mình không đỡ được hết toàn bộ cái con này đâu anh em ạ. Dùng khiên mới này. Thôi nào, để tao ra tao đánh chung. Được cái là giáp mình khá là trâu nên vẫn chưa có hỏng. Đây rồi, đây rồi. Chung bây giờ mình chỉ có nhắm một chùm thôi anh em ạ. Thằng chùm này nó có một cái cơ chế đó là... Ôi đấy, nó chết rồi anh em ạ, chết rồi anh em ơi. Chết rồi. Nó chết được một thằng rồi. Chúng mình tìm nốt hai thằng còn lại thôi. Đây anh em ơi. Thì là khi mình mà giết thằng chùm ấy, là nó sẽ rơi ra một cái gọi là cái này này. Đó. Thì cái cục spawn đấy á, là nó sẽ giúp cho mình hút nước ở đấy. Hay lắm. Bình thường là anh em kiểu là nếu mà anh em muốn làm khô cái chỗ nào ấy, vì là cái chỗ nào nó có quá nhiều nước ấy mà anh em muốn làm khô nó. Ở đây này con trùng. Nó dậy này. Mày mới dậy này. Đau quá nhở. Chưa chào rồi anh em, đau quá. À. Trốn đấy anh em ạ. Cầm totem ra cho an toàn đi. Làm sao mày? Làm sao? Rồi ôi. Bắn đi. Nói chung là tôi mà trốn sau cột là nó không bắn đấy anh em ạ. Ôi chết rồi, rồi. Hạng xoàng thôi. Chúng ta sẽ được mấy cái mảnh này. Mấy cái mảnh này là mình có thể craft được mấy cái cục để mình tạo ra để mấy cục xây đấy. Đó. Đây này thì bởi vì cái lời nguyền này này, thế nên là chúng ta không thể đào được đâu. Đây này, tay em nhìn này. Anh có đào, anh em thấy đào chậm không? Trông như kiểu là chả xi nhê luôn đúng không? Nhưng mà nó khá là chậm đây anh em mình. Nếu mà anh em mà cứ chăm chỉ đứng đào này là một lúc sau chắc là tầm 3-4 phút sau thì anh em sẽ đào được. Ăn cái. Mình giết được hai con rồi anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đi tìm cho con thứ ba thôi. Con khốn nạn. Con khốn nạn chùm đâu. Tôi là tôi sợ nhất là con đấy nó đứng cùng mấy cái thằng đệ của nó ấy. Chứ là một mình nó thì tôi không có sợ. Bơi dưới này xem có gì không. Lò mổ ở đây gì ở đây nào. Không có gì nữa này à. Chắc lại vào đây thôi. Mà đây là nãy là mình đã đi hết rồi mà đúng không? Đi xuống cái này xem có gì thế nào. À, đây này, vừa nãy thì tôi chưa có đi xung quanh ở đây. Để tôi đi xung quanh ở đây làm sao. Thôi đừng có bắn cho tôi, đau. Bắn hỏng cả giáp của tôi. Con này. Thì mình xử con này anh em ạ. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Tối quá. Anh em thông cảm nhá. Tại vì tôi quên không làm thuốc nhìn trong bóng đêm. Đây, bây giờ tôi sẽ cứ bơi men theo cái đường này để tôi đi tìm xem là còn chỗ nào không. Đâu nhờ? Ơi, sao ấy bị kẹt à? Tôi chém chết nó chưa? Vì sao mà nó có cái đuôi con nào nó lòi lòi ra ngoài tường ấy? Tôi không biết cái đấy nó có phải là đuôi con chùm không. Thực ra là mình đập cái bọn cá này là mình đập khỏe đấy các bạn. Tại vì là đây này, chúng ta có cái bên ở Arapod này kìa. Nó là cái hại loài chân tốt đấy. Thì cái bọn cá này nó cũng là loài chân tốt đấy anh em. Bởi vì là anh em nhìn thấy là nó có khá nhiều chân mà. Đó. Thế nên là mình có cái đấy là mình khỏe đấy. Chỗ này chỗ nào mà đông thế này. Thôi nào, bắn vừa vừa nào. Tao không cần chúng mày, tao chỉ cần chùm của chúng mày thôi. Không có bắn nào. Ngoan nào. Đây này, rồi tôi biết ngay mà. Có mà dậy, mày trốn đâu. Thế nhưng mà con này nó đứng cùng cái bọn đệ của nó rồi. Ui ôi, chết chặt rồi, anh em trốn anh em, trốn anh em.
Để bơi vào đi, đi bơi vào đi, đi chơi trốn đi, sao bị kẹt rồi. Ăn 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 anh em ạ. Ôi rồi. Yeah. Ôi trời, đau quá. Ăn đây cả, núp núp ăn đã. Núp ăn cả đã. Ok. Ô, oh, tôi sắp hết thuốc thở rồi. Tôi có 7 có 7 giây này, tôi uống thuốc mới anh em ạ. Rồi. Mày. Chết rồi. Chết rồi anh em ơi. Nó chết rồi. Thế là mình đã giết được hết 3 con trùm rồi đấy. Là do là bây giờ là mình sẽ không còn bị lời nguyền nữa rồi. Ok các bạn, thì đây. Đó là ở trong này này. À đây chỉ còn có vài giây đấy rồi các bạn. Có vài giây thôi, ngon quá. Thì là trong này thì nó có một cái phòng. Nó có một cái phòng mà nó chứa rất là nhiều cái spawn này anh em ạ. À, chứa rất là nhiều luôn. Và chúng ta có thể lấy được cái đống này để chúng ta làm khô. Kiểu là nếu mà anh em muốn làm khô một cái hồ hoặc là một cái gì đó ấy, là anh em cứ dùng cái quét spawn đấy. À không, thực ra là anh em không dùng được cái quét spawn đâu, mà là anh em phải dùng cái spawn bình thường ấy. Thì hãy chốt là anh em phải nung cái spawn ấy lên. Đó. Phải nung cái spawn ấy lên thì để cho nó trở thành spawn bình thường ấy. Đó, sau đó thì anh em mới ấy được. Để tôi đi tìm căn phòng đấy anh em ạ. Tôi tìm căn phòng đấy. Đâu ta? Ơi tôi bị kẹt đi đấy. Trốn ra anh em ạ. Đông quá. Sao ấy nhỉ? Thỉnh thoảng này nó cứ bị kẹt kẹt cái gì ấy. Anh em ơi. Thì tôi có một dự án khá là hay anh em ạ. Đó là đây là tòa lâu đài dưới nước đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ làm cho nó trở thành tòa lâu. Sao bây giờ tôi bị kẹt đây rồi? Thế giờ thì tôi muốn ra thì tôi ra bằng cái đường nào? Bây giờ tôi đi đường nào để tôi ra? Thế giờ tôi cứ đi vòng 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 trong này à? Đây. Có gì không? Lại ra ngoài rồi. Bây giờ phải đánh dấu vào anh em ạ. Tôi hay bị lạc đường lắm. Tôi ngáo lắm, thì kiểu tôi cứ đi một đoạn bắt đầu tôi bị lạc, chứ chả hiểu vì sao. Đầu óc tôi bị sao ấy. Đầu tiên chúng ta phải chọn một phòng này. Chứ chào rồi, mình không có mang cái furnace rồi. Nếu vậy thì mình không có nung được rồi anh em ạ. Mình không có mang cái furnace thì mình không có nung được cái cục quét spawn. Tôi chuẩn bị nhưng mà tôi chuẩn bị thiếu quá vậy. À. Thì ái chà, từ từ. Cố gắng lên nào, cố gắng đi tìm được cái phòng đấy là được nào. Phòng nào tôi đã đi rồi ta, phòng nào tôi đi rồi ta, tôi ngáo quá. Phòng này đi chưa? Phòng này đi rồi nè. Phòng này là phòng mà đi ra ngoài này, đúng không? Phòng này là cái phòng mà lúc đầu vào này. Còn phòng nào ở đây, phòng này. Phòng này là nãy đi rồi đây, thế nhưng mà không biết là nó có dẫn ra cái chỗ nào khác không? Xuống ở đây làm sao nào? Nó dẫn ra cái chỗ này à? Lạc đường quá anh em ạ. Anh em phải xem tôi lạc đường cái này, chắc là anh em cũng bực lắm. Để tôi thử tính toán kế hoạch tiếp theo xem mà chúng ta sẽ làm gì tiếp theo anh em ạ. Thì ok, thì tôi nghĩ là mình đã khá là xong được cái lâu đài rồi. Cái lâu đài này thì nó khá là dễ đúng không? Nó không có khó như kiểu là cái mansion. Hoặc là có thể là do đồ tôi khỏe quá. Nhưng mà hồi trước mà mình đi mansion là lúc cái là đồ mình thì cũng gọi là cực khỏe đấy. Vì mình cũng mặc đồ toàn kim cương đấy đúng không?
Thế quái nào mà nó có con thì mình đập nó thì mình lại bị mất máu anh em ạ. Nhưng mà có con thì mình đập nó là mình không bị mất máu. Lạ vậy. Ok anh em thì để tôi bơi ra ngoài. Để tôi bơi ra ngoài, tôi bơi ra ngoài. Bơi ra ngoài bơi được nào ta? Vừa nãy mình tìm một đường mình bơi ra ngoài mà sao mà bây giờ tùy tội quên mất mất đường luôn rồi. Đây này. Đây. Đây. Tôi nhớ ở đây này. Ở đâu? Cái đường này thì đường mình đi đến chỗ ấy mà. Đường ra ngoài đường nào anh kia mày? Quái nào? Đường ra ngoài. Trời ơi. Tôi bị lạc quá anh em ạ. Thì buổi hôm nay là tới đây thôi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ gọi là cái cố gắng để tìm đường ra ngoài. Thì từ từ dừng game lại cái đã, chứ không thì cái thuốc thở của tôi thì nó cứ tính thời gian theo phí cái thuốc lắm. Có 2 phút kìa. Dừng game một cái anh em ạ. Ok. Thì bây giờ chung là tôi sẽ cứ tìm đường có đi ra ngoài thôi. Thì là cái dự tính tiếp theo của tôi là bây giờ là tôi đang tôi cần là tôi phải cần về nhà anh em ạ. À thôi về nhà làm quái đi đúng không? Về nhà làm quái đi. Mình chưa cần về nhà thôi anh em ạ. Thì bây giờ thế này. Tôi sẽ phải đi đào để tôi có được cái furnace. À sau đó thì tôi sẽ quay trở lại cái lâu đài này. À, để chúng ta sẽ làm khô toàn bộ cái lâu đài anh em nhá. Làm khô toàn bộ cái lâu đài luôn. Lâu đài này sẽ là lâu đài là có không khí nhưng mà lại là ở dưới đáy biển. Ê. À ha ha. Anh em thấy sao? Ok anh em nhá, thì đó sẽ là nội dung của tập sau anh em nhá. Nói chung là đó sẽ là dự tính là nội dung của tập sau thôi, chứ biết đâu tập sau tụi lại nổi hứng tụi lại làm cái khác đúng không? Ok anh em nhá. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em đã xem tới tận đây nhá. Yêu anh em, chào anh em nhá. Bye bye anh em.